Từ xưa đến nay, biết bao nhiêu thế hệ học sinh luôn khắc sâu vào trong mình về truyền thống tôn sư trọng đạo. Để thể hiện lòng biết ơn đến các thầy cô giáo, những người lái đò thầm lặng, dành cả một đời để đưa những chuyến đò cập bến tri thức bằng tất cả sự nhiệt huyết của mình. Thầy cô vẫn vậy, vẫn ngày ngày đến lớp mà không quản ngại nắng mưa hay sương gió. Mà thầy cô nào có hay chiếc áo thấm đẫm mồ hôi, những nếp nhăn đã hằn sâu trên khuôn mặt, khóe mắt của cô thầy, mái tóc đã bạc trắng theo thời gian, hay những ngón tay đã chai lì dần vì cảm nhận viêm phấn trắng. Thầy cô luôn là người mở ra cho chúng em muôn vàn điều mới lạ, giúp chúng em viết nên trang giấy trắng của cuộc đời mình, những điều hay, điều tốt bằng tất cả lòng nhiệt huyết, khơi dậy cho chúng em những khát vọng và tài năng của mình. Thầy cô như một người cha, người mẹ, luôn dành tất cả mọi tình yêu thương cho học trò của mình, kể cả những đứa học trò mà luôn làm mình phải phát bực, la lớn. Thầy cô vẫn luôn kiên nhẫn, tận tâm và hết mình để uốn nắn chúng em nên người. Chúng em không thể quên được những công lao to lớn ấy. Nhân dịp ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, chúng em tập thể lớp 10A2.